Bên này hướng dẫn các bạn cách thiết lập tính đo mà chiều dài dao dùng để bù trừ chiều dài dao trong lệnh G43. G43 là bù trừ thêm bù trừ chiều dài dao nhưng mà thêm thiếu mình thêm, còn G44 thì nó bù trừ âm, nghĩa là nó dài quá mình bớt lại. Nhưng tại sao mình phải bù trừ dao? Tại vì khi gia công thì mình gia công có thể nhiều dao, còn một dao thì không cần. Thì khi gia công nhiều dao thì nó sẽ thay dao tự động, thì cái chiều dài mà tham chiếu nó phải cố định, nếu nó khác nhau nghĩa là người ta chuẩn một cái chiều dài, chiều dài lập trình thôi, các cái dao sau nó phải bù trừ theo cái dao đó, nghĩa là cái đỉnh của dao đó nó phải giống như đỉnh dao đó nó đều giống nhau, nghĩa là khi bật thêm dao khác mà nó dài hơn cái đỉnh đó thì bạn phải hạ cái thước xuống, còn nếu như nó dài nó ngắn hơn thì bạn phải bù lại cho nó bằng cái dao đó, tại vì phần mềm máy nó sẽ không hiểu được, nghĩa là bạn phải thao tác thêm cái đó nữa thì mới gia công đúng. Thì cái bài này sẽ hướng dẫn bạn cách gá dao vào máy đã, gá dao vào trong trục chính của máy và có thể gá tự động và qua gá thủ công. Rồi sau đó là đến hướng dẫn cách offset xích dao, rồi mình sẽ khai báo cái chiều dài dao đó vào máy. Thì lưu ý là máy CNC của ta ở đây là máy thế hệ in, cho nên vẫn coi nhìn nó hơi khác tí, thì nó không bao nhiêu, thì hệ in thì cái sai số là 4 chữ số 0, còn hệ mm thì cái hệ thập phân sau thì 3 số 0, thì thường hệ in thì cái số nó nhỏ hơn như 17 inch, còn mm thì cái mấy chục mấy trăm, thường thường là mấy trăm mm, còn hệ in thì nó hệ số của mấy chục, thì bạn coi thì bạn để ý thì nó không có gì hết. Bắt đầu thì bạn đã bạn vậy thì bạn tháo ra, tháo cái đầu dao và mình gắn vào trục chính, gắn vào thì có thể gắn thay dao tự động, thì mình thay dao tự động thì nó bạn sẽ để trên cái mâm dao, còn đây thì mình thủ công thì mình làm ngồi mình thủ công, thì bạn xem thông tin của dao đó, nó là focus số 3, còn dao đường kính số 10. Cái vị trí dao là số 10 chứ không phải đường kính số 10 đấy. Khi bạn nhấp dao thì nó sẽ hỏi nó sẽ nói là vị trí dao là trống, thì nghĩa là vị trí số 10 chưa có dao. Mấy bạn bấm đó nó sẽ tự động thay đó, thay nhưng mà không có dao thì nó vẫn bấm thôi. Nó báo là dao số 10 đã vào trong trục chính rồi. Nhưng mà đây không có dao cho nên mình chỉ làm cho bạn minh họa thôi. Giờ nhấn dùng dây, di chuyển trục dây xuống cho dễ thao tác. Đó, bên phải nó sẽ có cái nút đen đen là nút thay dao bằng tay, khi nhấp vô thì cái trục chính nó sẽ nhả ra, nó sẽ hở ra, cái hệ thể lực nó sẽ tự động hở ra, thì bạn chỉ cần gắm cái dao vào thôi dưới nút bên phải đó, để bạn lấy mạnh lên rồi nó sẽ được khít chưa. Khi thao tác thì bạn cẩn thận, đừng có để ai đụng một khiến, vì nó là bạn đang thay dao mà thử công mà nó đụng vào trong cái kia là gãy tay đó, gãy đúng giờ rồi bạn đẩy mạnh đẩy thì nó lắc lắc không có thấy rớt xuống được. Đi bằng phím thì bằng phím này thì hơi khác, bằng phím khác tí, hoặc bạn muốn xoay trục nào thì bạn nhớ nút xoay. Tiếp theo là cái bước mà đo dao, thì thường đo dao nó sẽ có cự chặn, cái cự gọi là cái cự đo dao này gọi là block, trước khi chuyển thì mình di chuyển nhanh thì di chuyển tốc độ cao thì nhân cho 1000, còn chậm thì mình bấm nút 10 hoặc là 1 mình di chuyển xuống đó, đây là cái block. Cả cái dao đều so theo block chứ không có, không phải là chiều dài, không phải so theo cái phôi hoặc là đùi gá, mà phải so theo block để lấy chuẩn cho tất cả các dao như nhau ấy, chứ người ta không lấy theo cái đùi gá hoặc là block phôi. Bạn di chuyển thì bạn chú ý cái tốc độ di chuyển, khi bạn đòi diễn nhanh bấm một bấm nhịn nhanh, bấm số 1000 nhịn nhanh xuống, rồi gần đến thì khoảng còn cỡ vài mm thì bọn chỉnh chậm lại, bấm số 1,
thì bạn chú ý tay, bạn chú ý giống rồi bạn rê, trước khi gần tới thì bạn cứ rê cái bờ lọc cho nó cho kiểm tra cho nó khít chưa. Như người khác có thể lấy một tờ giấy để đó đặt đó, nó rỉ không ra thôi, nhưng mà này thì không cần, mà cứ để ý thôi, này nó hơi cẩn thận tí chứ không nên làm ẩu, sẽ bị mẹ giao. Mà lấy kho block này cũng nhiều tiền lắm, như vài khi 1 triệu một cái, về độ chính xác nó cao, gọi là chuẩn. Chứ thứ block thì người ta cho rồi, thì tùy thôi, này thì mà lấy cái độ cao cần thiết bao nhiêu thì mà lấy block bao nhiêu, trong 10 block người ta kia ta bán nó sẽ có một hộp vậy, mình coi cái thứ đó chưa tới, nhưng dịch chuyển xuống nào. Bằng cứ rê cẩn thận thôi, nhưng mà một tay bằng rê, một tay bằng vặn nhắm xuống. Chúng này ta làm hơi kỹ chứ còn hơi lâu, gần tới này nó mình làm bằng rê 2 nấc, số 1 bằng rê 2 nấc, nghĩa là nó 2 phần ngàn mm, 2 dm, 2 mm chứ 2 micro. Này là đó, rê thôi. Đây là in thì có thể là 2 phần ngàn in thì nó khoảng 50 micro, 50 micro. Thì bạn cứ rê bạn cứ một lần rê bạn cứ thấy còn hở thì bạn cứ nhấp 2 nấc, bằng 2 nấc thôi. Với máy khác thì nó có cái gì bằng nó có lý do tôi sẽ lắp bằng tay hệ số tuân kho lên là chiều dài dao khai báo nhìn nó khít rồi, từ đến từ điểm hôn đến bề mặt của block thiết lập bằng không về cho nó về tính nó chiều dài, đó là chiều dài của chiều dài dao khai báo luôn, xác nhận luôn đó. Vậy thì bạn không đổi gì, còn bùi dao sẽ thay đổi thôi. Ừ. Nhấn lên 10 rồi đùi dao lên rồi, xong rồi một ít thì lên 1.000 đó, trở về hôm. Ok, đấy, xong rồi thì con cắt con lóc đi.